Một nam thanh niên đã chết trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 6 tháng 7 năm 2018. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, một xe tải chạy trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng từ huyện Nhà Bè về quận 7. Khi đang lên dốc cầu Phú Xuân thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên gần 30 tuổi điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm làm cho nam thanh niên ngã xuống đường chết tại chỗ. Công an huyện Nhà Bè nhanh chóng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn đã làm cho giao thông qua cầu Phú Xuân bị ùn tắc nhiều giờ liền. Tới gần 20 giờ tối cùng ngày, giao thông qua khu vực mới giảm ách tắc.